Một chàng trai Thái Lan gần đây đã gây sốt trên mạng xã hội khi hí hửng tưởng mua được một chiếc iPhone giá rẻ nhưng lại nhận được một chiếc bàn uống nước có hình dáng giống chiếc điện thoại thông minh của Apple. Anh chàng sống ở Thái Lan đã đặt mua chiếc điện thoại iPhone 7 trên Lazada, nhận thấy sản phẩm trên nền tảng này cái nào cũng rẻ, nên nhân vật chính tin rằng bản thân đã vớ được một món hời mà không phải ai cũng được nếm trải. Ban đầu, anh chàng này thắc mắc cước vận chuyển quá cao, nhưng sau khi nhận được chiếc iPhone có kích thước khổng lồ, anh đã có câu trả lời. Thay vì nhận được chiếc điện thoại iPhone như mong chờ, anh nhận được chiếc bàn có kích thước và kiểu thiết kế mặt bàn giống như chiếc điện thoại iPhone 7. Từ màn hình đến nút home, mọi thứ đều có tỷ lệ chuẩn xác. Thậm chí, bàn còn có thêm ngăn kéo bên dưới, giả định như nơi chứa anten của điện thoại. Anh chàng miếu máu cho biết, đến lúc bốc hàng ra, tôi mới tá hỏa mọi người ạ. Bảo sao tiền sản phẩm thì rõ rẻ, trong khi tiền ship thì đắt thế. Những bức ảnh và câu chuyện vui nhộm của anh chàng Thái Lan đã thu hút được rất nhiều cư dân mạng. Vì không kiểm tra kỹ mô tả hàng hóa trước khi đặt mua là lỗi thường gặp với rất nhiều khách hàng, dẫn đến những tai nạn như trên.